Em chúc các anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ. Trong cuộc đời của chúng mình sẽ có một hai mối tình đi qua, và có thể những cái mối tình trọn vẹn, và cũng có thể có những mối tình gian dở. Và em xin nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng đã xin sáng tác bài hát Từ Yêu, và sẽ do anh nhạc sĩ Lê Dĩnh hòa. Dạ em xin trình bày, em là Kim Dung. Xin các anh chị lắng động lại để nghe những cái tiếng thổn thức của những người đã từng yêu. Những thứ cao xa, nếu sau này họ xa
Oh.